Chào các bạn đang chiêm ngưỡng một cái thao tác băng tăng tay ở trên một chiếc ấm trà, hoàn toàn vẽ bằng tay. Những dòng ấm khác thì có thể là mình sẽ tráng men hoặc không tráng men vì ấm thủ công, nhưng mà ở đây là dòng ấm sứ và sẽ tô màu theo các cái đường nét vẽ ở trên thân ấm. Một chiếc ấm như này chỉ vẽ khoảng bao lâu? Chị vẽ mất khoảng tầm khoảng 2 tiếng 3 tiếng. Thế à? Đây là chưa sửa chiếc gì đúng không? Chị mới gọi là vẽ thôi đúng không? Vẽ rồi thôi. Cũng mỏi tay ấy nhỉ? Ừ. Mỏi tay không? Mỏi. Có mỏi mắt không? Ừ. Tại vì đối với hàng thủ công mà vẽ thế này tỉ mẩn lắm à? Cũng mỏi mắt em ạ. À. Mình còn sửa nữa. Đây chính là phần màu. Đây là chiếc ấm này. Đó. Không gian làm việc. Ở đây là cái chủ đề mình vẽ trên đây chính là hoa lá đúng không? Đúng hoa dây. Gọi là băng hoa. Chấm rất là tỉ mỉ. Thế này xong chị còn phủ một cái lớp ma bóng lên nữa chứ đúng không? Không. Xong đây là chị còn đi nét nữa. Đi nét của cái hoa nữa. Thôi xong là mình cho vào mình nung. Thế mà đến lúc lên mà em thấy sản phẩm rất là trơn. Ừ, thế là bóng luôn như thế hả? À. Chứ lại không phải. Bên trong này mình có một lớp men trắng rồi. À thế à. Đây là mình vẽ là vẽ trên men. Vẽ trên men. À, có một cái là vẽ trên men, một cái là vẽ dưới men đúng không? Có lớp men vàng thôi. Nhưng mà em thấy cái phần này có cái độ gồ ghề này. Đến lúc mà mình lung lên mà nó vẫn... Nó cũng sẽ phẳng ra một chút. À, cũng mà cái tay bao giờ mà cũng phải cái độ sóng của nó ấy mà. Nếu mình như hàng màu thì là mình dấn vào nó một, nó kiểu như là nó phẳng lì luôn ấy. Vậy em thấy lâu không? Lâu, tỉ mẩn. Nhưng mà nhìn những chiếc ấm mà mình làm thủ công kiểu này thì rất là có hồn. Nhìn thấy hay lắm. Ấm này dung tích ngoài tầm đến 500 ấy nhỉ? 450-500 đấy. Tầm mình đấy. Thế này là uống tiếp khách ở những cái phòng không gian mà nó thoáng và hiện đại. Đây là mấy chiếc ấm này chị vẽ xong rồi đúng không? Đúng rồi, xong rồi. Đó, mọi người nhìn thấy. Trắng như là chưa xong. Đây là hàng phơ này, sau khi mà lên màu lên thì sẽ ra màu đỏ như thế kia. Đúng rồi. Rất là đẹp. Và xuất khẩu nữa. Băng tay. Anh nhà chị thì hay làm hàng gì? Anh nhà chị làm hàng dế này, cả tạo hình vuốt này. À, vuốt thủ công luôn nè. Đây là cái phần mình vẽ trên quai.
Sau đó mình sẽ làm cái dây đồng đấy ạ. Đúng rồi, xong mình lắp cái dây đồng vào. Phải tô từng tí một đấy nhỉ. Ừ. Tô này thì mình đều màu ấy. Đó, nó không được nữa. Thế là giống như kiểu khi người ta vẽ tranh sơn dầu cũng thế. Người ta cũng phải tô phải phẩy từng chút một. À, các bạn đã trên gương. Chị vẽ xong rồi à? Xong rồi em. Đây. Còn một cái phần bao nét, mình đi nét lên sau à. Sau cùng nữa. À. Đây này, hoa. Đây là hoa phù dung à? Hoa phù dung em. Ừ, hoa phù dung. Lá dây. Và sau này sẽ có cái phần quay đồng gắn ở phía trên. Rất là xinh. Đây là phần bên trong này. Thế là ok. Cái thuật vẽ này vẽ trên men. Chị sẽ đi nét cho em luôn nhé. À ok. Rồi. Để em. Ui xong.